Tiếp theo các bạn cùng cô đến với hào mã tớ tú phả. Hào mã tớ tú phả sư sở mái y sử, nghĩa là gì? Đó chính là cách đọc các loại số trong tiếng Trung. Tại sao lại cô có cách đọc như thế này? Tức là các bạn phải đọc cho cô chữ trong mã số, tức là dãy số đấy, đọc cho cô từng số một. Không được đọc ghép này, đọc ba số mà phải đọc từng số, từng số. Ví dụ cho cô đó chính là số điện thoại của bản thân. Số điện thoại, biển số xe, biển số nhà, số hộ chiếu, vân vân, tức là các dãy số hay đọc cho cô từng số một. Cô có ví dụ như sau và trong đó phải chú ý cho cô một điều. Là mình để cho cô ví dụ trước xong rồi ghi chú ý cho cô nhá. Cô có số tiếng Việt đó chính là 141597. Và trong đó trong tiếng Trung cô phải đọc như thế nào? 141597. Và số 181. 181. Vì vậy các bạn để cho cô đó chính là số 1 trong tiếng Trung khi là trong dãy số, khi đó không được đọc cho cô là y, phải đọc cho cô là yao. Các bạn ghi cho cô này, y trong mã số thường đọc là yao. Nhưng ở đây cũng chú ý cho cô, ví dụ là năm bao nhiêu đấy, ví dụ như là chúng ta sinh năm 1900 bao nhiêu, cô sẽ không đọc là yao mà vẫn đọc bình thường là y. Hãy đọc lại cho cô nhá. 141597. Khi đó số 2 vẫn đọc là 2 cho cô và không được đọc là 2. 2 trong mã số đọc thành 2, không đọc thành 2. Cô có số như sau, 212. 212号. Chắc là 1遍 吧. 212号. Trong đây chú ý cho cô điều, đó chính là con số giống nhau phải đọc từng con số một. Không giống như tiếng Trung mình đọc double hay là cái gì đó trong tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta phải đọc từng số một cho cô. Ví dụ, con số giống nhau của cô là gì? Cô có 66001122299. Nhớ cho cô, 1 được đọc cho cô là yao. O đọc cho cô chính là số 2 trong tiếng Việt của mình. Vậy trong số 66 này, 00112299, cô đọc như thế nào? Cô có đọc liền 2 số 6, 2 số 0? Hay có cách đọc khác không? Chỉ đọc cho cô từng số một thôi. Đọc cùng cô này. Liệu, liệu, lính, lính, yêu, yêu, er, er, chiều, chiều. Nhưng các bạn để cho cô này, hai số 9 đi liền nhau đó chính là 2 thành 3. Vì vậy khi đọc, cố gắng đọc cho cô đó chính là chiếu, chiều. Một thanh biến thành thanh 2, thanh thứ 2 giữ nguyên. Liệu liệu lính lính yao yao ơ ơ chiếu chiếu. Chết suy nè. Vậy khi cô có cách nào để hỏi về số, hỏi về con số? Ví dụ bạn ở số nhà bao nhiêu, hoặc là số điện thoại của bạn là bao nhiêu chẳng hạn, thì cô hỏi như thế nào? Cách đầu tiên cô có đó chính là chấm 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 cộng với từ chỉ hào. Đó chính là hỏi bạn sống ở nhà số mấy vậy, hoặc là bạn từ số mấy. Ví dụ nhì chủ chỉ hào, bạn sống ở nhà số mấy vậy. Trong đó các bạn để cho cô một điều sau, đó chính là quy cách viết ở trong tiếng Hán. Đó chính là trong tiếng Hán, khi mà chúng ta dùng chấm chấm chấm, tiếng Việt mình dùng 3 chấm đúng không? Nhưng trong tiếng Hán nhất định phải viết cho cô 6 dấu chấm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biểu thị sự vân vân, hoặc là sắp xếp như theo thứ tự nào đấy. Chứ suy, cách thứ hai cô muốn hỏi số trong dãy số, cô sẽ hỏi như sau. Hào mã sư tố sảo. Trong đó hào mã của cô là dãy số. Sư là tố sảo, bao nhiêu? Nhì tờ điện hoa hào mã sư tố sảo. Nhì tờ điện hoa hào mã, số điện thoại của bạn sư tố sảo là bao nhiêu? Cô sẽ trả lời, ví dụ cô số điện thoại của cô là bao nhiêu đấy, cô sẽ trả lời như sau. 我的电话号码是, số điện thoại của tôi là, ví dụ số di động chẳng hạn, cô sẽ dùng cách hỏi. 你的手机号码是多少? 你的手机号码是多少? Và câu trả lời nhắc lại cho cô. 我的手机号码是, sau đó ghi từng con số, đọc từng con số ra.